Bộ phim đáng xem nhất điện ảnh Hàn Quốc đã ra mắt rồi đây. Bộ phim kể về hai ông chú vì vẻ đẹp trai của mình mà đã khiến họ bị hiểu nhầm là ác ma, từ đó khiến hai người gặp rất nhiều những chuyện dở khóc dở cười. Vậy diễn biến thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Mọi chuyện phải kể từ nhóm Mina lên đường đi du lịch. Trên đường đi bọn họ đã ghé vào một siêu thị mua đồ. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu họ không đụng chạm với hai gã đàn ông kỳ lạ, đó là Kang Tiêu và Sang Gu. Nhìn bề ngoài hai người đó rất kỳ lạ, thậm chí còn có phần hung dữ. Tuy đông người hơn nhưng thấy đối phương cũng chẳng phải dạng tầm thường, thế là cả đám chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi. Nhưng kết quả chưa đi được xa, xe của họ bất ngờ cán phải một con dê, mà con dê ấy sau này sẽ khiến cả đám gặp chuyện. Tuy nhiên bọn họ lại không hề biết gì, đã thế còn chụp ảnh check in tự sướng, sau đó lại tiếp tục lên xe đi tiếp, mặc kệ con dê đã hẹo vẫn còn trên đường. Không lâu sau anh em Kang Tiêu cũng đi qua cung đường này. Tuy nhan sắc cả hai đều có hạn, nhưng họ được cái rất tự tin về bản thân, ai cũng tự nhận mình đẹp trai chẳng thua kém gì Lee Min Ho. Trong khi cả hai đang cười đùa nhau thì bất ngờ cảm nhận được chiếc xe như va phải vật gì đó, thế là hai người mới vội vàng xuống kiểm tra. Ai ngờ phát hiện một con dê đã hẹo, mà đúng lúc này có hai cảnh sát tuần tra đi qua, thấy bọn họ đang làm những hành động vô cùng đáng nghi, qua đó cũng dừng xe kiểm tra xem trong chiếc bao là thứ gì, bởi họ nghi ngờ anh em Kang Tiêu gây tai nạn định phi tang chứng cứ. Ai ngờ khi mở chiếc bao ra mới biết bên trong chỉ là con dê, hóa ra Kang Tiêu định mang nó lên xe đưa đi chôn cất. Đến đây hai cảnh sát cũng chỉ đành ngậm ngùi để hai người đi. Họ sau đó tiến sâu vào trong rừng và tới được một ngôi nhà cũ kỹ. Hóa ra anh em Kang Tiêu đã mua lại ngôi nhà này. Hôm nay cũng chính là ngày họ chuyển đến ngôi nhà mới. Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà, cả hai đã phải bất ngờ, vì nó chẳng khác nào ngôi nhà hoang, hoàn toàn khác xa so với ảnh được công ty môi giới đăng lên mạng. Tên môi giới sau đó cũng giới thiệu đây vốn dĩ là một tu viện, nhưng nó đã bị lãng quên rất nhiều năm. Hai người phải có phước lắm mới mua được nó. Khi vào bên trong xem thì thấy mọi thứ vô cùng tồi tàn. Nếu muốn ở thì bọn họ có lẽ phải tu sửa lại hết, nhưng vì giá rẻ nên họ vẫn quyết định mua nó. Ai ngờ trong lúc thu dọn, hai anh em vô tình phát hiện một căn hầm. Đi xuống kiểm tra thì thấy một biểu tượng vô cùng đáng sợ, làm hai anh em suýt chút nữa đái ra quần. Bên ngoài là một hình tròn, ở giữa là ngôi sao năm cánh cùng đầu của một con dê. Nó chính là biểu tượng của Satan. Tuy nhiên hai người lại không quá để ý, mà chỉ nghĩ đó là một hình vẽ nghệ thuật. Ở bên cạnh đó còn có tượng một thiên thần đang nâng đỡ khẩu súng. Khi kiểm tra thì bên trong vẫn còn hai viên đạn, nhưng viên đạn ấy rất đặc biệt khi nó được làm bằng bạc. Thấy thế Kang Tiêu tưởng rằng đã vớ được đồ cổ. Sau đó hai người đi chôn cất con dê ở sau nhà. Ai ngờ khi họ vừa qua đi, cây cỏ gần đó liền héo úa, báo hiệu một thứ gì đó rất đáng sợ sắp ập tới. Bên này đám thanh niên cũng đang ở căn villa gần đó. Lúc này Chu Bin cũng nói chuyện với Mina, anh hỏi cô có biết truyền thuyết về nơi này không? Hóa ra đây chính là quê của cậu ta. Chu Bin sau đó cũng kể lại ngày xưa trong làng có một cô gái bị quỷ ám, cứ đến đêm là hóa thành dê làm náo loạn cả làng, làm người dân sau đó phải nhờ cha xứ đến trừ quỷ. Họ bắt cô gái đó trói ở giữa biểu tượng sao năm cánh bên dưới tu viện. Tiếp đó cha xứ bắt đầu đọc kinh thánh, con quỷ rất nhanh đã hiện hình. Nó tự nhận là Baphomet, một con quỷ mang hình dáng của dê. Hắn vô cùng hống hách bảo sẽ kéo toàn bộ mọi người xuống địa ngục. Thấy vậy cha xứ liền thực hiện nghi thức trừ quỷ. Tuy nhiên con quỷ này lại quá mạnh, không những không sao mà là một người mất mẹ. Sau đó con quỷ còn quay ra chế nhạo cha xứ, điều đó khiến cha xứ không thể nhẫn nhịn thêm nữa, liền rút ra khẩu súng bạc tiễn con quỷ về địa ngục. Khẩu súng ấy sau đó được để lại tu viện. Tương truyền 66 năm 6 tháng 6 ngày sau con quỷ ấy sẽ lại tái xuất. Người được giao trọng trách đó là một thầy tu trong làng, nhưng hiện giờ ông ấy đang bệnh nặng và phải nằm trong viện. Nghe xong câu chuyện đó Mina cũng sợ dựng tóc gáy, vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Ai ngờ khi đi ra vô tình nghe được câu chuyện của Chu Bin và một cậu bạn nữa. Họ bảo rằng cuộc đi chơi này thực ra là để ngủ với bạn của Mina. Nghe thấy vậy nữ chính lập tức nổi điên, vội vàng chạy ra khu rừng tìm cô bạn thân. Tuy nhiên cô ấy lại đang vui vẻ với một anh chàng khác. Kết quả không nghe thấy Mina gọi điện thoại, điều đó lại càng nữ chính tức giận hơn. Mà hai ông chú lại đang câu cá gần đó, khi thấy hai người cô mới giật mình mà ngã xuống hồ nước. Thấy vậy Kang Tiêu lập tức nhảy xuống cứu, sau đó dùng mọi cách để cho Mina tỉnh lại, thậm chí Sang Gu còn phải hô hấp nhân tạo. Nhưng đúng lúc này cô bất ngờ mở mắt, tưởng rằng bản thân bị sàm sỡ, cô vội vàng tặng cho mỗi người một quả đấm, sau đó quay đít bỏ chạy tụt quần. Nhưng trời quá tối làm cô té ngã ngất xỉu tập 2. Đến đây hai ông chú chỉ đành cõng cô về nhà, mà điều đó đã bị cặp nam nữ nhìn thấy. Họ vội vàng về căn villa báo cho những người khác biết, làm cả nhóm ngay trong đêm phải đội mưa đi tìm. Một anh chàng khác thì có nhiệm vụ lái xe ra thị trấn để báo cảnh sát. Ai ngờ vừa ra đến đường lớn thì cậu ta lại đâm phải một con dê. Nó chính là con dê mà anh em Kang Tiêu đã chôn. Nhưng bây giờ con dê ấy đã hóa quỷ mà tấn công anh thanh niên. Sáng hôm sau Mina cũng tỉnh lại, cô bất ngờ phát hiện khi đang ở trong nhà của hai người đàn ông. Thế là nhân lúc họ không để ý cô mới định bỏ chạy, nhưng vừa ra ngoài lại bắt gặp Sang Gu đang nấu cơm. Mở cửa thì lại đối mặt với Kang Tiêu. Đến đây Mina tưởng rằng chỉ có chết, cứ vậy ôm vào cây cột la núi om sòm. Nhưng ai ngờ sau đó thái độ của Kang Tiêu và Sang Gu hoàn toàn trái ngược, không những không lại hại cô, mà họ còn rất tử tế khi chiêu đãi cô một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Lúc này Mina mới biết từ trước đến nay đã trách nhầm hai người. Tuy nhiên đám bạn thì lại không nghĩ như thế. Họ đã tìm đến trước nhà của hai ông chú và định thực hiện giải cứu Mina thoát khỏi nguy hiểm.
Ngay sau khi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người, cả nhóm lập tức thực hiện. Một anh chàng né nút chạy ra phía sau nhà, nhưng ai ngờ Kang Piu lại đang dùng cưa cắt cây ở đây. Điều đó khiến anh ta không dám manh động. Ai mà ngờ bên trong cây gỗ ấy là một tổ ong bắp cày, bị phá tổ bọn chúng liền bay ra, làm Kang Piu phải vội vàng ôm theo chiếc cưa bỏ chạy. Điều ấy lại khiến cậu thanh niên kia tưởng rằng bị phát hiện, nên cũng vội vàng vắt chân lên cổ chạy trốn. Thấy bạn bỏ chạy, ba người bên ngoài cũng chạy theo. Người chạy chậm nhất là cô gái Boca, sắp bị ông chú cầm máy cưa đuổi kịp lại càng làm cô hoảng sợ. Qua đó chẳng may đâm vào cây, đen đuổi thế nào bên trên lại có một cành khô đúng lúc rơi xuống. Nó cứ vậy xuyên qua Boca mà tiễn cô đi gặp ông bà ông vải. Sau cái chết của cô gái, một cánh sao dưới hầm cũng sáng lên. Đến khi đám bạn phát hiện ra mới hoảng sợ, chuyến đi tưởng chừng vui vẻ nhưng lại thành thế này. Qua đó bằng mọi giá họ phải khiến hai tên kia phải trả giá. Thế là ba người mới quyết định quay lại trả thù. Nhưng đây lại là một quyết định sai lầm nữa. Trong khi đó Mina lại đang rất hạnh phúc khi sống trong nhà ông chú. Thậm chí để báo đáp ơn cứu mạng, cô còn giúp họ sửa lại nhà. Cho dù cô chưa bao giờ làm những công việc như thế, tuy nhiên đám bạn của Mina lại không biết được sự thật. Nhìn từ xa lại tưởng cô bạn đang bị ép phải làm, nên họ càng quyết tâm phải cứu được người bạn. Ba người sẽ chia nhau ra hành động, anh chàng áo xanh thì đi lo liệu Kang Piu. Nhưng ai ngờ chạy quá đà lao thẳng người vào máy nghiền gỗ, thế là lại một người nữa ra đi. Phía còn lại hai người kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Khi họ định đánh lén Sang-gu thì lại bị Mina nhìn thấy, khiến cho Sang-gu quay lại vô tình đá cuộn dây điện vào vũng nước. Chu-bin lúc này cũng lao tới tấn công, ai ngờ dẫm ngay vào vũng nước bị nhiễm điện, cậu ta cứ vậy bị giật cho đơ người. Thấy thế anh áo vàng cũng lập tức xông lên, kết quả lại vô tình vấp phải sợi dây điện ngã đập mặt vào đống đinh. Hai người mất mẹ, ngôi sao dưới hầm lại được kích hoạt thêm hai cánh. Lúc này ngoài đường lớn hai người cảnh sát cũng đang đi tuần, ai ngờ bắt gặp anh chàng bị dê tấn công. Sau đó anh ta cũng kể lại mọi chuyện, bảo rằng bạn của mình đã bị hai gã đàn ông bắt đi. Nghe thấy thế cảnh sát mới lái xe đi kiểm tra, rất nhanh đã tìm đến chỗ ngôi nhà của anh em nam chính. Nhưng khi di chuyển chiếc xe đã hỏng dẫn đến rò rỉ xăng. Lúc này cảnh sát cũng phát hiện ở đây đã xảy ra án mạng, đang chụp ảnh để thu thập bằng chứng thì đột nhiên Chu Bin xuất hiện phía sau. Cậu ta sau đó cũng kể lại mọi chuyện, chính anh em Kang Piu đã ra tay hại bạn của mình. Hơn nữa bọn họ còn đặt rất nhiều bẫy quanh nhà. Nghe thấy vậy người đội trưởng mới ra lệnh cấp dưới đưa Chu Bin và anh chàng kia ra xe, còn ông sẽ đi xung quanh nhà để kiểm tra. Ai ngờ cuộc trò chuyện ấy đã bị nam chính trong nhà nghe thấy. Anh vội vàng đi tìm em trai để bàn cách trốn chạy, nhưng chưa kịp đi thì ông cảnh sát đã phá cửa xông vào. Tuy nhiên nhìn lại không được chuyên nghiệp cho lắm, dù vậy vẫn thành công khống chế hai anh em Kang Piu. Ai ngờ đang định bắt cả hai về đồn thì căn nhà quá cũ khiến cây cột bị đổ rơi trúng thủ ông cảnh sát. May mắn ông ấy vẫn đứng được dậy, nhưng trên một bàn đinh vẫn đang dính trên tóc. Chỉ thấy ông ấy loạn choạng bước ra khỏi nhà, sau đó ngã khuỵu xuống đất, khẩu súng trên tay cũng đột nhiên cướp cò, vô tình bắn trúng bãi xăng của chiếc ô tô, khiến cho anh cấp dưới bốc cháy như bó đuốc. Đến khi đám cháy được dập tắt thì anh ta cũng bất tỉnh tại chỗ. Quá cay cú, Chu Bin đã nhặt khẩu súng tính trả thù cho mọi người, làm hai ông chú phải chạy rẽ đất vào nhà. Sau đó Sang-gu mới mặc đồ cầm súng bắn đinh ra chống trả, còn Kang Piu nhân cơ hội đó sẽ tiếp cận Chu Bin từ phía sau. Ai ngờ kế hoạch ấy đã bị đối phương phát hiện ra, kết quả đã bắt được Kang Piu. Hai người sau đó mới trói ông ấy lại, rồi dùng gậy vụt liên tiếp. Lúc này Sang-gu cùng Mina cũng đi tìm, chẳng mấy chốc cũng tìm được Chu Bin. Thế nhưng anh ta đã mất hết lý trí tấn công luôn cả Sang-gu. Thấy vậy Mina mới lên tiếng giải thích, thực sự hai ông chú không hề xấu như họ nghĩ, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Cùng lúc đó trong bệnh viện người thầy tu cũng tỉnh lại, ông đọc sách thấy hôm nay chính là ngày Baphomet tái sinh, thế là ông vội vàng quay lại tu viện năm xưa. Tuy nhiên lúc này chỗ mọi người, cô gái Boca đã hóa thành quỷ, lao đến tấn công anh chàng áo vàng, làm anh ta chỉ biết ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thấy vậy Chu Bin mới nghĩ đến quỷ dê, mà cách duy nhất để diệt được nó là khẩu súng có viên đạn bạc. Thế là anh vội vàng chạy về nhà nam chính để tìm. Rất nhanh anh cũng đã tìm thấy nó, nhưng vừa mở cửa thì thấy anh bạn áo vàng đã bị ám. Cậu ta còn quay đầu lại 180 độ để chào, khiến Chu Bin sợ vãi cả đái ra quần, qua đó làm rơi luôn khẩu súng trên tay. Con quỷ sau đó cũng cầm lấy nó mà ném ra ngoài cửa sổ. Thấy con quỷ ngày càng tiến lại gần, Chu Bin mới rút ra lá bùa hộ mệnh. Nhưng ai ngờ lá bùa ấy không những không có tác dụng, mà còn làm trò cười cho đối phương. Nó chỉ hét một cái lá bùa lập tức bốc cháy, rồi nó cứ vậy nhảy bổ vào người Chu Bin. Mọi người thấy vậy cũng chạy lại để gỡ hai người đó ra, sau đó ném nó xuống dưới hầm căn nhà. Đến đây tưởng rằng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ con quỷ bên dưới vẫn không buông tha cho họ. Nó ngay sau đó đã tóm được chân Chu Bin mà kéo xuống dưới. Khi mọi người ngó xuống kiểm tra, thấy biểu tượng Satan cũng chính thức được khai mở. Sau gần 100 năm, ác quỷ Baphomet đã tái sinh một lần nữa, nó lập tức nhập vào cơ thể của Chu Bin. Đúng lúc thầy tu về đến nơi, ông vội vàng chạy vào nhà kiểm tra thì phát hiện con quỷ đã ngồi trên nóc nhà từ bao giờ. Nó không để ông chuẩn bị liền nhảy bổ xuống tấn công, nhưng thầy tu vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, liền giở kinh thánh ra và tiến hành diệt trừ con quỷ này. Tuy nhiên cách này vốn dĩ chẳng có tác dụng gì, nó thậm chí còn cố tình chờ đợi thầy tu tới gần.
sau đó và cho ông một cái bay mấy chục mét. Đến đây mọi người mới nhận ra con quỷ này quá mạnh, nên đã kéo nhau bỏ chạy ra ngoài, nhưng con quỷ ấy cũng lập tức đuổi theo. Nó thậm chí còn biến ông cảnh sát và anh thanh niên đã hẹo thành tay sai của nó, biết rằng nếu cùng nhau chạy thì sẽ chết cả lũ. Thế là Kang Piu mới chấp nhận ở lại cản đám quỷ, để cho người em dẫn Mina bỏ chạy. Nhưng chỉ với một mình thì chắc chắn Kang Piu cũng chẳng làm lên trò chống gì. Anh ngay sau đó đã bị cậu thanh niên áp chế. Thấy anh gặp nguy hiểm, Sang Woo cũng chẳng thể bỏ mặc. Thế là anh cũng quay lại nhặt chiếc máy cưa, nhưng giật mỏi cả tay chiếc máy cưa vẫn không chịu nổ, mà ông cảnh sát lại đang lao tới. May mắn khi nó sắp bắt được anh thì máy cưa đã nổ. Sang Woo qua đó kịp hạ được con quỷ đó. Rồi anh vội vàng chạy lại chỗ anh trai khử nốt tên kia. Lúc này thầy Tu cũng bảo nữ chính, muốn tiêu diệt được ba format hoàn toàn họ phải tìm được khẩu súng có viên đạn bạc. Đến đây cô mới nhớ ra trước đó, khẩu súng đã bị con quỷ vứt ra bên ngoài cửa sổ. Thế là nhân cơ hội anh em Kang Piu đang chiến đấu với con quỷ, thì cô lập tức chạy đi tìm súng. Nhưng khi tìm thấy khẩu súng lại phát hiện viên đạn đã bị rơi ra ngoài, điều đó làm cô vô cùng bất lực. Đúng lúc này tiếng chó sủa lại vang lên gần đó, đi tới kiểm tra ai ngờ tìm thấy viên đạn bạc dưới chân con chó. Lúc này anh em nam chính đã sắp không trụ được, còn ác quỷ cũng chuẩn bị trừ khử hai người, nhưng nữ chính đã kịp thời xuất hiện, trên tay cô chính là khẩu súng bắn đinh lắp viên đạn bạc. Thấy vậy ba format cũng không dám làm nhiều nữa, nó vội vàng vứt chiếc máy cưa đi, sau đó biến về hình dáng của Chu Bin và cầu xin nữ chính tha mạng. Tuy nhiên cô không hề bị con quỷ này qua mặt, ai ngờ khi Bob có mới nhận ra vòi hơi khẩu súng chưa được lắp. Lúc này con quỷ cũng lao tới nhấc bổng Mina lên, tình thế rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng anh em Kang Piu đã kịp lắp dây hơi cho khẩu súng. Mina thấy vậy cũng lập tức thoát khỏi khống chế, sau đó khai hỏa khẩu súng trên tay, viên đạn bạc cứ thế găm thẳng vào con quỷ. Lúc này trên trời cũng xuất hiện một bàn tay lửa khổng lồ, túm trọn linh hồn ác quỷ ném xuống địa ngục, biểu tượng dưới căn hầm cũng vì thế biến mất, bầu trời cũng đột nhiên hửng nắng. Đến đây mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo, bye bye.